Anh Nguyễn ơi. Đâu luôn. Câu số 1 này, nên phạm phong động vật đối với yếu tố tuyên nhiệm, các bạn chọn đáp án nào nè? B con. Các bạn lưu ý, các bạn thấy là yếu tố truyền nhiễm nhá. A là biện pháp mình phòng chống đối với nguồn truyền nhiễm, B cũng là đối với nguồn truyền nhiễm, mình có cái đáp án C á, nhá. Là tiêu diệt côn trùng trung gian truyền bệnh. Tổng mở. Nhá. Nghĩ nhá. Được cô. Ờ đáp C. Cô nói các bạn. Được. Được xe. Điểm các bạn cho đáp án. Điểm. Cho phép phân tích nhiều yếu tố. Được chưa? Đáp án đi. Rồi tiếp câu số 3 nè. Thiết kế nghiên cứu này đang là thiết kế nghiên cứu gì nè? B. Ở đây các bạn lưu ý này, trong cái nghiên cứu này á, người ta sẽ xác định được tỷ lệ viêm đường hô hấp và các cái yếu tố đặc điểm theo nghề, nhóm tuổi, mức độ ô nhiễm bụi đó. Thì nghiên cứu này á, sẽ là nghiên cứu cắt ngang được nhá. Đây là nghiên cứu ngang á, chứ không phải là nghiên cứu tương quan. Còn đáp án A nhé. Các bạn có theo kịp không? Thiết kế nghiên cứu ngang. Ừ, nghiên cứu ngang. Thiết kế nghiên cứu ngang nhé. Bởi vì là mục đích của mình đang là xác định tỷ lệ đây này. Nhớ đây là mục đích của cái nghiên cứu ngang. Nghiên cứu tương quan, tức nghiên cứu tương quan thì mình phải xác định được là cái chỉ số trung bình của quần thể á. Nhớ. Ví dụ như là tuổi trung bình này, mức độ ô nhiễm trung bình á, nhưng đây xác định tỷ lệ với mô tả đặc điểm thì đây là đặc là thiết kế nghiên cứu ngang. Nhớ. Chứ rồi chắc em không kịp cho rồi chị Ngân ơi. Câu số 4 này mình sẽ có là có 3 rồi như vậy. Công thức về mối tương quan giữa P, I và D sẽ là đáp án nào nè? A. Đúng rồi, mình sẽ có là P sẽ bằng I nhân D, đúng rồi. Mình sẽ chọn đáp án A. Câu số 5, động lực của dịch người là yếu tố tự nhiên, đúng hay sai? Đúng. Có đúng. Đúng, đúng ha. Các bạn lưu ý nhá, động lực của dịch người sẽ là cả cái yếu tố xã hội, còn động lực của dịch thú thì mới là yếu tố tự nhiên, tức là dịch lây lan ở trên cái quần thể của động vật á, là chịu tác động lớn của yếu tố môi trường á. Còn dịch của người á, chủ yếu là các yếu tố tới xã hội, tức là các yếu tố mà nó liên quan tới con người á, thì đáp án này là đáp án sai nhá. Câu số 5. Câu số 5 là sai. Câu số 6 này, chọn cái gì đấy? Câu C là yếu tố ạ. À? Đúng rồi. Chọn câu C là yếu tố. Cứ như cái định nghĩa này nó có ở trong sách á. Ừ, C yếu tố. Câu số 7. Nghiên cứu phân tích sẽ bao gồm nghiên cứu thuần tập và nghiên cứu bằng chứng, đúng không? Đúng. Ừ, đúng rồi. Nghiên cứu phân tích của vật chúng mình học đó, nó bao gồm hai thiết kế nghiên cứu là thuần tập và bằng chứng, là đúng. Câu số 8. Câu này tính được không? Câu này nó gần giống như câu về tỷ lệ dịch tễ học mà mình đã học á. 6 này. Đúng rồi, mình sẽ có là I, D sẽ bằng P chia I, được chứ? P ở đây sẽ bằng là 20 trên quần thể, chia cho I là 100 trên quần thể á. Thì còn là 20 trên 100 sẽ là 0,2. Đấy nhá. Nhân cho 30 ngày á, thì nó sẽ tương đương ra khoảng 6 ngày. Và câu số 8. Câu số 9. Biện pháp chống dịch được thực hiện khi nào? Lúc có bệnh truyền nhiễm cô. Đúng rồi, mình sẽ sử dụng biện pháp chống dịch mà khi đã có bệnh á, tức là đáp án B á, lúc có bệnh, được nhá. Còn biện pháp phòng dịch á, thì mình sẽ sử dụng khi có bệnh hay không có bệnh mới nêu sử dụng biện pháp phòng dịch, được nhá. Còn chống dịch thì đáp án là B, lúc có bệnh truyền nhiễm.
Câu số 10, tiêm vaccine là biện pháp để cắt nguồn truyền nhiễm có hiệu quả nhất, đúng hay sai? Sai. Đúng rồi, biện pháp tiêm phòng vaccine đang tác động lên mắc xích nào nè? Tiêm phòng. Tiêm vaccine sẽ tác động trên cái mắc xích là khối cảm thụ, chứ không phải là tác động lên những nguồn truyền nhiễm nhé. Nhưng mà những đối tượng mà chưa bị bệnh á, tức là cái khối cảm thụ thì mình mới sử dụng cái biện pháp là tiêm vaccine, đúng nhá, nên là đáp án này sẽ là đáp án sai. Câu số 11 sẽ thứ tư là quá trình diễn tiến tự nhiên của bệnh. Đầu tiên sẽ là đúng rồi, giai đoạn cảm nhiễm, tức là số 1 trước, xong đến giai đoạn tiền lâm sàng là số 3. Số 3 đúng không? Số 4 giai đoạn lâm sàng hậu, không còn giai đoạn hậu lâm sàng nhé. Thì mình sẽ có là đáp án đúng sẽ là đáp án C nhé. Câu số 12 này, nghiên cứu phân tích nhằm kiểm định giả thuyết được hình thành từ nghiên cứu mô tả, đúng hay sai? Phân tích thì mình sẽ bao gồm là hai nghiên cứu đó, bình chứng với lại John Hay đó, đúng hay sai? Đúng rồi. Nghiên cứu mô tả thì nó chỉ có cái mục đích đó chính là hình thành cái giả thuyết thôi, còn nghiên cứu phân tích thì mình mới kiểm định lại cái giả thuyết, thì câu này sẽ là đúng. Tiếp theo, câu này các bạn làm được chưa? Tỷ lệ tử vong này 20%. Tỷ lệ tử vong trong trường hợp này sẽ bằng là 200 trường hợp chết, được nhớ, chia cho 1.000 trường hợp mắc bệnh, đúng rồi. Mình sẽ có 200 chia cho 1.000. Câu số 14, hôm nay vừa được có kiểm tra ngay nữa, cho đáp án nào này? Kéo dài thời gian bị. Đúng rồi, mình sẽ chọn đáp án D là kéo dài thời gian bị bệnh. Đúng rồi. Câu số 15, biện pháp y tế thì mình sẽ chia thành những biện pháp nào? Câu B ạ. Câu B nó sẽ chưa đúng á. Câu mà đúng sẽ là đúng rồi. Câu C chia ra biện pháp phòng dịch với biện pháp chống dịch. Đúng nhé. Cho đáp án C nhé. 16, phân thân giả thuyết thì sẽ nghiên cứu nào nè? Phân thân giả thuyết thì sẽ là nghiên cứu mô tả nhé. 17, quân thể đích của dự phòng cấp 1 là quân thể nào? Cấp 1 thì mình tạc đồng trên nhóm đối tượng nào? Cô B. Đúng rồi, tạc đồng trên đối tượng là người khỏe mạnh nhé. 18, giai đoạn này là giai đoạn nào? Giai đoạn này là giai đoạn mà cả cái quá trình sinh lý bị, đúng rồi, phải là đáp án B là giai đoạn tiền lâm sàng, đúng chứ? Những quá trình sinh lý nó bị biến đổi tạo ra quá trình bệnh lý á, thì đây là giai đoạn tiền lâm sàng nhé, là đáp án B. 19, ở phương Tây thì dự phòng chia ra mấy cấp? 4 cấp. Ở Việt Nam thì đang áp dụng 3 cấp độ dự phòng, như ở các nước phát triển người ta có 4 cấp độ. Nhớ đây các bạn, chọn đáp án A là 4 cấp độ dự phòng nhé. Câu 2 này, nghiên cứu dịch tễ học bao gồm, dịch tễ học mô tả bao gồm thiết kế nào? 20. Đúng rồi, mình sẽ có là nghiên cứu mô tả thì bao gồm là nghiên cứu trường hợp bệnh châm bệnh này, nghiên cứu tương quan và nghiên cứu ngang, được chứ? Thì trường hợp này mình sẽ chọn là đáp án A. Các bạn lưu ý là nghiên cứu trường hợp bệnh nhưng mà không có đối chứng nha, đối chứng là thực nghiệm rồi. Cái đáp án B á, nếu mà nghiên cứu ca bệnh hiểm á thôi á, thì nó sẽ là nghiên cứu mô tả, nhưng mà nghiên cứu bệnh hiểm gặp mà có đối chứng nó sẽ là nghiên cứu thực nghiệm, tức là có cái nhóm so sánh là thực nghiệm rồi. Cho nên trường hợp này mình sẽ chọn là đáp án A là nghiên cứu tương quan. Câu 22, biện pháp phòng dịch được thực hiện khi nào? Cái này mình có cái câu là biện pháp chống dịch đó. Nhớ thì thực hiện là khi có bệnh. À, câu 21. Câu 22 á, thì biện pháp phòng dịch sẽ được thực hiện khi nào nè? B. Đúng rồi.
biện pháp phòng dịch là sẽ được thực hiện khi có bệnh cũng như là không có bệnh. Nhớ thì chọn đáp án D. Câu 22. Phương pháp nào được sử dụng trong các cuộc điều tra dịch tễ học phát hiện bệnh đó, để tìm hiểu về các cái phương pháp phát hiện bệnh hay là phương pháp sàng lọc bệnh đó, mình sử dụng trong các cuộc điều tra dịch tễ học để xác định cái tỷ lệ hiện mắc. Thứ nhất, mình có thể ước lượng được tỷ lệ hiện mắc thông qua các cái ca dương tính đó. Câu 23 này tính được không? Tính tỷ lệ hiện mắc này, biết được tỷ lệ mới mắc qua thời gian phát triển trung bình của bệnh. Mình sẽ sử dụng công thức là P bằng Y nhân D á. Nhá, các bạn lấy 60/100,000 các bạn nhân cho nhân với 5 nhá. Mình gọi là P bằng Y nhân D, mình hệ số vào để mình nhân thôi. 3,1. Câu 24. Trong các nghiên cứu bệnh chứng, nhóm nghiên cứu là nhóm nào nè? Cô B à? Ở trong cái nhóm nghiên cứu á, tức là cái nhóm của mình chọn ấy, sẽ là nhóm nào nè? Khai thác và so sánh tiền sử. Rồi, ở trong nghiên cứu bệnh chứng, tức là nghiên cứu hồi cứu, được nhá, tức là mình sẽ thu thập lại cái thông tin đó ở trong tiền sử, trong quá khứ của nó nhá. Mình chọn đáp án B. Câu 25. Ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên tới thực khối cảm thù chủ yếu là gì nè? Mình chọn đáp án nào nè? Câu 25 này làm thay đổi miễn dịch không đặc hiệu của cô. B. Đúng rồi, mình chọn đáp án B, làm thay đổi miễn dịch không đặc hiệu. Câu 26, đúng hay sai? Sai. Đúng rồi, ở đây các bạn sẽ thấy là sự phân bổ về tần số mắc và tần số chết đó, nhìn dưới ba góc độ, nhưng mà ba góc độ sẽ là con người, không gian và thời gian. Vì chứ chúng phải con người môi trường xã hội, mà là con người, không gian, thời gian. Câu 27 này làm được không? À. Câu 27 là cái câu mà nó giống với câu ở trong sách á. Đúng không? Nhớ cái câu ở trong sách không? Yeah. Ừ, các bạn có cái câu mà ở trong sách á, cô lấy cái câu bộ nhỏ ở trong sách á. Được nhá, thì các bạn coi lại cái cách giải á. Ở đây nhắc lại một xíu này, ở đây mình có là 1.000 người một tháng mà có tỷ lệ là 2% á, thì mình sẽ có số người bệnh, thì các bạn sẽ lấy 1.000 nhân cho 2%, được chưa? 1.000 nhân cho 2%, sau đó cái test này có độ nhạy á là 95%, thì A trên A cộng C đó, thì mình sẽ có A cộng C là có số người bệnh rồi đó, thì mình sẽ tính được A, được chưa? Ở đây các bạn lưu ý á, hỏi số người bị bệnh thật sự là bao nhiêu. Thì thực ra mình chẳng cần phải tính được cái đồ nhạy với đồ đặc hiệu đâu, mà chỉ cần là hỏi số người bệnh thật sự là bao nhiêu thôi á. Thì các bạn chỉ cần lấy là 1.000 nhân cho 2% thôi, thì nó sẽ ra bao nhiêu nè? 20. Đúng rồi, sẽ ra là 20. Đúng nhất 20 đó chính là số người bệnh thật sự luôn đó, là A cộng C đó. Thế là lấy 1.000 nhân cho 2% thôi. Câu 28 nè, ví dụ nào là đúng với tỷ suất? Câu C à? Đúng rồi, mình sẽ có là tỷ lệ chết ở nam so với tỷ lệ chết ở nữ, mà tỷ suất thì phải biến thiên theo thời gian đó. Ở đây là năm 2018 nữa, được chứ? Thế đáp án sẽ là đáp án C. Câu 29, tính được không? Tỷ lệ mới mắc ở đây sẽ tính bằng cái gì nè? Ở đây mình có số mới mắc đây này là 750, được chưa? Chia cho quần thể là 150.000, thì các bạn sẽ lấy là 750 chia cho 150.000. Kết quả đi sai. Câu 30. Tỷ lệ hiện mắc có thể giảm bằng cách nào nè?
Tức là yếu tố nào nằm đúng, đúng rồi, mình phải giảm tỷ lệ mới mắc. Đúng nhất, tức là số ca mới mắc đã giảm đi á. Câu 31 này, nó cùng với cái câu dẫn ở câu trên á, đúng không? Nhưng mà nó sẽ tính là giá trị tiến đoán kết quả dương tính. Thì mình có là các bạn sẽ tính ra các cái giá trị A, B, C, D á, đúng nhá. Cái A ở đây là bằng 19 á, C sẽ bằng 1, đúng nhá. Thì các bạn sẽ tính ra cái giá trị tiến đoán. Thứ nhất câu này nữa là cái câu mục nhỏ ở trong sách á. Có tỉnh đôi ngày có tỉnh được không? Câu 32 này. Câu này các bạn xác định cho câu A, B, C, D bằng à? Anh em có thể xác định cho câu A, B, C, D ở câu này nó bằng bao nhiêu? Câu 32 á. Các bạn có thể là gửi tin nhắn ở đây không nữa. ABCD của các bạn bằng bao nhiêu? A sẽ bằng 95. Đúng rồi, mình sẽ có này. A sẽ bằng 95 đúng nhá. C sẽ bằng 10 đúng nhá. Vậy thì B của mình sẽ bằng B bằng bao nhiêu? Đúng rồi, B của mình sẽ bằng 5 đúng nhá. Còn lại D của mình sẽ bằng 98 90. Được nhá. Cái gọi ABCD đó thì các bạn nhớ nhá, mai một đi tí phải mang bài tính nữa, tại vì mình có bài tập á. Được nhá. Có rồi thì mình sẽ tính đồ nhảy. Đồ nhảy C sẽ bằng là A trên A cộng C. Được nhá. Có A, B, C, D rồi. Câu 33 này. Trong đáp án nào nè? Trong nghiên cứu thuân tập á, tức là nghiên cứu thuân tập thì nó sẽ ngược lại với nghiên cứu bằng chứng. Nghiên cứu bằng chứng là nghiên cứu hồi cứu, còn nghiên cứu thuân tập là nghiên cứu tương lai á. Thì các bạn sẽ chọn đáp án nào này? Nếu mà hiền mặt á thì em chỉ lấy là tại một thời điểm thôi, thế nhá. Nhưng mà đây là theo dõi trong tương lai á, nên mình sẽ chọn đáp án D, tức là theo dõi sự phát triển bệnh trong một khoảng thời gian dài đó, thế nhá. Tức là từ cái nhỏ mà mình đang chọn là có phơi nhiễm không phơi nhiễm, sau đó mình phải theo dõi một cái quá trình á. Nhớ nên chọn đáp án D. Câu 34. Yếu tố môi trường thì sẽ là yếu tố nào nè? Đúng rồi, yếu tố môi trường sẽ là yếu tố sinh học. Câu 35, các bạn xác định tỷ lệ mắc bệnh sẽ bằng bao nhiêu? 1/10. Tỷ lệ mắc bệnh sẽ là số người bệnh, được nhá. Trên cho tổng quân thể, được nhá, sẽ bằng 100 chia cho 1.000. Câu 36, các bạn sẽ xác định ABCD cho bằng bao nhiêu nào? A là bằng 95 rồi, B bằng 5, C bằng 10, D bằng 390. Rồi, trường hợp này thì các bạn sẽ thấy là 105 trường hợp dương tính này chính là giá trị của A cộng C luôn, được nhá. Trong cái đó C của mình sẽ là bằng 10, được nhá. Thì A của mình sẽ còn lại là 95 thôi, được nhá. A bằng 95 thì B sẽ bằng 5, được nhá. Nhưng mà mình có A bằng 95, B bằng 5, được nhá. C bằng 10, được nhá. Và D sẽ bằng bao nhiêu nào? 390 đúng không? Các bạn có theo kịp không?
Bạn nào theo kịp cứ bật mất lên nói nhá. Thì cô nói lại nhá. Các bạn theo kịp không? Sao im ru hết rồi? Dạ biết cô. Đúng rồi. Bên này A bằng 95, B bằng 5, C bằng 10 và D bằng 390. Được rồi nhá. Bạn nào mà không theo kịp thì các bạn cứ nói nhá. Câu 37. Nghiên cứu mô tả là được thực hiện đầu tiên ở trong chương trình nghiên cứu dịch tễ học đúng không? Đúng rồi. Đúng, đúng nhé. Đúng. Mình sẽ có nghiên cứu mô tả là nghiên cứu đầu tiên để hình thành cái giả thuyết đó. Sau đó kiểm định giả thuyết sẽ là nghiên cứu phân tích và nghiên cứu cuối cùng đó chính là nghiên cứu can thiệp. Đúng nhé. Thì nghiên cứu mô tả là nghiên cứu mà được thực hiện đầu tiên là đúng. Câu 38. Theo lý luận thì bẻ gãy bất cứ một khâu nào cũng có rõ tác dụng để phòng dịch. Đúng không? Sai. Câu này sẽ là đúng. Tức là theo lý luận á, tức là chỉ cần em tác động trên một khâu thôi á, thì em cắt đứt cái mũi liên hệ á, thì nó cũng có cái tác dụng để phòng dịch. Nhưng mà thực tế á, thì nó sẽ rất là khó khi mà em quản lý trên một khâu, nên thường mình sẽ tác động đồng thời. Còn nếu mà theo lý luận á, thì chỉ cần tác động trên một khâu á, bẻ gãy một khâu thôi, thì nó cũng ngăn cắt đứt được cái quá trình dịch thôi, thì đáp án này sẽ là đáp án đúng. 39. Cái tỷ lệ hiện mắc ở trong cộng đồng càng lớn á, thì giá trị nào nó sẽ thay đổi? Đúng rồi, giá trị tiên đoán kết quả dương tính nó sẽ càng cao và giá trị tiên đoán kết quả âm tính nó sẽ càng thấp. Được chứ? Ngược lại thì khi tỷ lệ hiện mắc mà nó càng thấp á, thì giá trị tiên đoán kết quả âm tính nó sẽ càng cao mà giá trị tiên đoán kết quả dương tính nó sẽ càng thấp. Nhé, tức là hai cái giải nó là vòng. Ok, nhân nhé. Số nhân là 5 tử thì phần nào số sẽ là 750. Câu 4 nói vậy. Nhớ lắm ạ. Lúc đó mình sẽ chọn là phát hiện bệnh ở giai đoạn có 43, dự phòng có 3 thời kỳ nào. Khỏe mạnh rồi. Đúng rồi, mình sẽ tác động 3 thời kỳ khỏe mạnh nhé. Có 44 thì nó cũng tương tự như câu trên á, được nhé, nhưng mà ở đây đồ đặc hiệu mình sẽ trên ABC đi dọc lên dọc ngáo. Cả nghiên cứu dịch tễ học trước tiên nhằm bảo vệ sức khỏe cho tất cả các mọi người trong công thể. Không phải tất cả các nghiên cứu dịch tễ học đều bảo sức khỏe được chứ. Mà cả cái nghiên cứu này đầu tiên người ta phải mô tả cái giả thuyết, xong rồi kiểm định cái giả thuyết đó, sau đó mới áp dụng các cái biện pháp. Được chứ? Thì bạn này bạn sai 46. Nghiên cứu phân tập thì đối tượng nghiên cứu được đặt định dựa trên cái gì nè? Đối tượng là hai nhóm đó là hai nhóm dựa trên cái gì?
nội dung tập sẽ vừa thiết bằng lá cỏ với những nhá câu nếu có miễn dịch thì cơ thể có thì hoàn toàn không để mắc bệnh được ai đi tính nó sẽ mới câu 51 cũng được như vậy để các bạn đọc một câu hỏi 50 câu thì đọc cái câu dẫn nó sẽ giống nhau. Câu 52 mình tiếp cận lắm sao mình không có thực hiện như nhau nhưng mà dùng ngữ khác mình cần tiếp cận nó khác nó đúng không? Trong cái bài đại cương cô đã nói đó thì các bước tiến nó giống nhau đó nhưng mình mùi của từng bước nó khác nhau do đối tượng của từng tiếp cận trên từng người bệnh trong đối tượng của dịch tễ học đó, là mình sẽ tiếp cận trên quân thể như ba của cả những người mắc bệnh là những người không bệnh nhé thì do đối tượng khác nhau nên nội dung hoạt động nó sẽ khác nhau nhưng mà các bước tiến hành thì nó giống nhau thì câu này sẽ là đúng. Câu 53 quân thể dự phòng của cấp 2 á cấp 1 các bạn nhớ nhé cấp 1 sẽ là người khỏe mạnh nhé còn cấp 2, cấp 3 sẽ tác động ở trên đối tượng là người bệnh nhé nên các bạn chọn là người bệnh. Câu 51 thì nó cũng tương tự như cái câu dẫn ở trên nhé. Câu 55 câu này là gái ở cũng là em phải xác minh lược là không có nhiều không nhiều thuật ngữ tập rất dễ xác minh những hợp điểm bị bỏ nhất sẽ câu 56 lấy tiền sẽ bằng cái gì nè 50. Đúng rồi, mình sẽ có là tỷ lệ chết thì sẽ bằng số người chết là 50 chỉ cho quân thể là 1.000. Đúng rồi, 50 trên 1.000. Câu 57 đúng rồi, nghe ngang thì để tận tỷ lệ hiện mắc. Câu 58 tiến hành phát hiện bệnh sống ra dự phòng cấp mấy? Cấp 2. Đúng rồi, dự phòng cấp 2 sẽ là phát hiện sớm và điều trị sớm. Câu 59 độ nào mình cần mô tả trong nghiên cứu dịch tễ học? Đúng rồi, mình sẽ trả lời cho ba câu hỏi, tức là bệnh này xảy ra ở nhóm đối tượng nào, tức là mô tả ai bị bệnh, xảy ra ở đâu và xảy ra khi nào, tức là mô tả về con người, không gian và thời gian đó. Nha các bạn chọn đáp án B. Câu 60 đặc trưng cần mô tả đầy đủ trong dịch tễ học mô tả là gì? Không gian. Đúng rồi, mình sẽ mô tả không gian, được nhé. 61 đúng sai. Dạ đúng rồi. Rồi đúng rồi. Câu này là đúng. Câu 62 nó gần giọng ở câu trên nhé. Ở đây câu 62, 63 các bạn tận ABCD nó ở giọng cái này giờ là chỉ có 2 câu thôi đó. Là nó có 10 câu nhỏ ở trong á. Câu 64
Hôm nay là ngược lại với cái câu trên kia mình đã chọn ấy, khi tỷ lệ hiện mắc ở trong cộng đồng là nhỏ thì giá trị tiên đoán kết quả dương tính nó sẽ thấp, và giá trị tiên đoán kết quả đúng rồi dương tính thì thấp mà âm tính nó sẽ cao lên. Như thế này cũng có nói nữa đó. Câu 65. Quá trình dịch bao gồm là nguồn truyền nhiễm của các thú và điều kiện vệ sinh cộng đồng đúng không? Mình sẽ có nguyên nhiều cơ chế truyền nhiễm và cả thụ với chúng ta là điều kiện vệ sinh cộng đồng. Ông 86 phát hiện cái mang trung bằng cách nào nè? Đúng rồi, chỉ có xét nghiệm mới phát hiện ra được người mang trung, bởi vì không có triệu chứng dấu hiệu gì cả. Thế nên mình sẽ sử dụng phương pháp xét nghiệm. Ông 67 nghiên cứu bệnh chứng là nghiên cứu phân tích đúng hay sai? Đúng. Rồi mình phải có nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu thuần tập đều là nghiên cứu phân tích. Câu 68. Yếu tố nào không phải là yếu tố truyền nhiễm? Không, tiếp tục tức là cái côn trùng truyền bệnh á, yếu tố không phải. Cái mình dùng cũng là yếu tố truyền nhiễm, tức là yếu tố truyền nhiễm tức là những yếu tố môi trường á mà tham gia vào chữa cũng như là vận chuyển vi sinh vật gây bệnh. Nhớ thì mình sẽ có là 6 yếu tố: đất, nước, không khí, vật dụng, côn trùng, tiếp tục. Và thực phẩm sẽ là 6 yếu tố truyền nhiễm, được chứ? Ở đây mình sẽ có người bệnh không phải là yếu tố truyền nhiễm, người bệnh đó chính là nguồn truyền nhiễm. Nhá. Người bệnh sẽ là nguồn truyền nhiễm chứ không phải là yếu tố truyền nhiễm. Câu 69 này. Lo nơi em tắt giúp để mất cho cô hỏi. Câu 69. Một trong nội dung của nghiên cứu mô tả là gì nè? Ở đây trong nghiên cứu mô tả một cái nội dung đó chính là mô tả yếu tố nguy cơ. Được nhé. Câu 70 này các bạn sẽ thấy là động lực của thú là yếu tố tự nhiên và tập tính của chúng. Đúng không? Câu này cái này cũng có nhắc tới đấy đó. Đúng không? Đúng. Đúng rồi. Câu này cái này cũng có nhắc tới đấy. Câu 71. Nghiên cứu thuần tập là nghiên cứu để kiểm định lại giả thuyết. Đúng rồi. Chọn đáp án C. Câu 72. Ưu điểm của nghiên cứu bằng chứng là gì nè? Câu C hả cô? Đúng rồi, nghiên cứu bằng chứng là nghiên cứu đơn giản để thực hiện và khi phát hiện ra sai sót thì có thể làm lại được, bởi vì mình chỉ có thể là có chỉ là hỏi đối tượng ở trong quá khứ thôi. Thứ nhất nên cho đáp án C. Câu 73. Để giảm tỷ lệ hiện mắc cũng như bảo vệ cái khối cảm nhiễm cắt đứt cương quyền, không để trường hợp nào xuất hiện bệnh mới. Câu này là đúng, được nhá. Câu 74. Sai. Câu này á là đúng. Trường hợp bệnh và chung bệnh á thì mình sẽ dựa trên từng cá thể, còn mô tả tương quan thì mình phải dựa trên các cái đặc điểm chung. À quên, câu này là sai, đúng rồi. Từ bởi mô tả thương khởi mà cô. Đúng rồi. Câu này là sai. Mô tả tương quan thì sử dụng các cái sự kiện chung của quần thể chứ không phải là của từng cá thể. Nhớ nên câu này là câu sai. Câu 75. Chọn đáp án nào là nguyên cứu thu thập sách? Sẽ là nghiên cứu này. Đúng rồi, sẽ là nghiên cứu tương lai nhé. Câu 76.
27 nữa là yếu tố truyền nhiễm trong một nhà một nào yếu hóa. Đúng rồi, 78 cô ơi, cô câu 76 77 là gì cô? 76 là đúng, câu 77 là điện nước là yếu tố truyền nhiễm quan trọng của bệnh qua đường tiêu hóa. Dạ cảm ơn cô. Câu 78 à, đúng rồi, từ cái việc mà xác định được cái tỷ lệ thì và các yếu tố liên quan thì mình sẽ cung cấp thông tin để đưa ra cái cơ sở để lập định cái kế hoạch nhé. Chọn đáp án A, câu 78. 79 tỷ lệ tết là gì nào? Tỷ lệ chết là tỷ lệ giữa số chết được nhá, so với quần thể được nhá. Câu 80 mức độ cảm thủ bệnh thì phụ thuộc vào gì nè? Sẽ phụ thuộc vào tính di truyền, đặc tính sinh lý nhé, và tình trạng của cơ thể. Chọn đáp án A. Câu 81 cô nghe này lắm. Alo, cô sao vậy lắm? Giờ em phải xét nghiệm tôi thấy em có triệu chứng với có yếu tố dịch tễ ấy. Ừ, thì có gì thì báo lại cô nhé. Câu 81 các bạn lựa chọn cái gì nè? Nhóm so sánh trong cái nghiên cứu thân tập á, tức là nhóm so sánh sẽ là nhóm mà tiếp xúc với thân tập nhé. So sánh tức là cái nhảy cái nhóm chứng á sẽ là nhóm mà không tiếp xúc với yếu tố nguy cơ, với con nhóm mà được chọn vào á sẽ là nhóm mà có tiếp xúc tức là có phơi nhiễm đó. Con nhóm mà để so sánh á thì sẽ là cái nhóm mà không tiếp xúc. Nhớ chọn đáp án A nhé. Yeah. Câu 82 này. Sai. Câu 82 đúng rồi. Là sai, nhưng không phải chỉ có buổi nghiên cứu tương quan mà nghiên cứu ngắn á, mình cũng có thể sử dụng thông tin từ quần thể. 83 ví dụ đúng với tỷ lệ hiền mắc. C. C. Ở đây các bạn sẽ thấy này, đáp án C nó chỉ nói là tổng số những người mà hiền đang mắc tăng huyết áp thôi. Đây không có quần thể nơi. Đúng rồi, chọn đáp án B phải có cái quần thể nhá. Còn đáp án C đó chính là ví dụ về số hiền mắc chứ không phải là tỷ lệ hiền mắc. Ủa bé. Nha. Ừ. Câu 84. Chọn đáp án nào nào? D. Nghiên cứu dịch tễ học mô tả. Các bạn lưu ý này, nghiên cứu dịch tễ học mô tả đó chính là nghiên cứu quan sát là đúng rồi này. Thứ nhất, nghiên cứu cho phép phân tích và xác định, nhưng nghiên cứu cho phép lập giả thuyết kết hợp với cái bệnh trạng và yếu tố nguy cơ thì nghiên cứu nào nó sẽ là nghiên cứu quan sát. Ở trong cái nghiên cứu mô tả sẽ là cái nghiên cứu. Câu B là nghiên cứu phân tích lắm phải rồi đó. Được chứ? Nên sẽ chọn là câu C á. Trong nghiên cứu mô tả sẽ là nghiên cứu mà cho phép lập cái giả thuyết á. Nhớ, chọn đáp án C nhé. 85. Nghiên cứu thuần tập sẽ là nghiên cứu. Đúng rồi, là nghiên cứu phân tích. Câu 86. Yeah.
khó xây dựng được nhóm chứng hoàn chỉnh. Đúng. Đúng rồi, khó xây dựng được nhóm chứng hoàn chỉnh. Câu A, câu 87. Sự tương tác của các yếu tố bên trong và bên ngoài thì gọi là cái gì nè? Mô hình sinh thái. Đúng rồi, mô hình sinh thái. Câu 88. Là sai nhá, phải biện cũng phải là bệnh nào mình cũng tác động chủ yếu lên cái đường truyền nhiễm, được nhá. Câu này là sai, được nhá. Câu 89 mới mắc thì sử dụng đeo ra dọc hay ngang nè? Dọc. Đúng rồi, mới mắc thì sử dụng đeo ra dọc, được nhá. Hiền mắc thì sử dụng là đeo ra ngang, được nhá. Hiền mắc thì sử dụng đeo ra ngang, còn mới mắc thì sử dụng đeo ra dọc. Câu 90. Câu này nó gần giống với cái câu trên nhá, để xác định A, B, C, D đó. Câu 91. Biện pháp bảo vệ không nào hiểu sẽ là dự phòng cấp 1, đúng rồi. Câu 92. Bệnh lây qua không khí thì có đặc điểm là gì? Đúng rồi, lây lan nhanh. Câu 93. Đúng chứ. Ở trong này các bạn lưu ý khi mà sàng lọc á thì mình chỉ phân ra làm hai nhóm, nhóm có dương tính tức là những người mà có cái khả năng bị bệnh cao thì mình sẽ gọi cái nhóm đó là nhóm nghi ngờ đó, tức là những người này là bên ngoài là vẻ con vẻ khỏe mạnh nhưng mà có khả năng bị bệnh nhá, sẽ là chọn câu B á chứ không phải là câu C. Mà mình sẽ không phân biệt được là những trường hợp này mắc bệnh và không mắc bệnh thực sự, mà là chỉ ước lượng được ấy, những người khỏe mạnh có thể bị bệnh và nhóm người mà có khả năng bị bệnh thấp thôi. Lưu ý nhá, mình chọn đáp án B á. Câu 94. Đúng rồi, ở trong cái nghiên cứu mô tả bên phải có cái định nghĩa bệnh nghiên cứu. 95. Nghiên cứu bệnh chứng này thì cái này thuần tập này, là nói rồi, bây giờ là nghiên cứu bệnh chứng. Thì nhóm chứng được lựa chọn là những người mà không có, đúng rồi, không có bệnh nhé. Câu 96 thì tương tự như ở trên này, gặp bạn xác định A, B, C, D nhé. Câu 97, nghiên cứu bệnh chứng sẽ là nghiên cứu hồi cứu. Đúng rồi, hồi cứu. Biện pháp phòng chống dịch đối với khối cảm thụ. Khử trùng hả cô? Đối với khối cảm thụ á, thì điều trị này là đối với người bệnh này, cách ly, quản lý nguồn truyền nhiễm cũng là đối với nguồn truyền nhiễm luôn. Khử trùng tức là khử trùng chất thải của người bệnh á, nên nó cũng đối với nguồn truyền nhiễm. Như chỉ có cái biện pháp phòng bệnh bằng hóa dược sẽ là biện pháp phòng bệnh bằng khối cảm thụ nhất. Với chị nghe nè, đợi có xíu nhé. Đang dậy nè. Tại vì là đi học. Y nổi tay suốt rồi, em nổi tay giùm gì cái. Câu 99. À cô ơi, khoan khoan rồi cô. Hồi nãy cô chỉ làm câu nào cô? 95. Ở trong nghiên cứu bệnh chứng thì cái nhóm chứng sẽ là cái nhóm không có bệnh. Còn bạn tí á. Dạ dạ, cảm ơn cô, tại mạng nó chập chờn đấy con. Chuyện mấy chuyện. Một trong cái nội dung chính đó của nghiên cứu mô tả đó là gì nè? Mô tả nghe. Đúng rồi, mình phải mô tả được cái giả thuyết dịch tễ học, được nhá. Có 100, điều trị là dự phòng có mấy? 3. 2. Cấp 2 thôi, điều trị tích cực mới là dự phòng cấp 3 nhé. Còn điều trị sẽ là dự phòng cấp 2.
Ông 101. Ở đây các bạn lưu ý này, đây chính là cái tỷ lệ nhìn mắt. Nhưng trong trường hợp này nó có cái nguyên nhân nên người ta thường gọi là tỷ lệ tấn công. Còn đặt C, tỷ lệ tấn công. Nhá. 102. Nếu phong cấp 1 thì sẽ làm giảm cái gì nè? Mới mắt, tỷ lệ mới mắt. Đúng rồi, làm giảm tỷ lệ mới mắt. Các hoạt động ở giai đoạn sớm của bệnh là dự phòng cấp mấy? Cấp 2. Đúng rồi, sẽ là dự phòng cấp 2. 104, tỷ lệ hiền mắt tăng lên khi? Tăng số ca mới mắt. Đúng rồi, có tăng số ca mới mắt. 105. Con người. Đúng rồi, đặc trưng về con người, các bạn lưu ý sẽ là con người, không gian và thời gian. Thì gọi 106 sẽ là yếu tố về thời gian đó. Thời gian chứ không phải là môi trường. Mình sẽ sử dụng là con người, không gian, thời gian. Đúng nhé. Ông 107. B. Hình thành giả thuyết dịch tế học. Rồi. 108. Nghiên cứu chùm bệnh. Đúng rồi, mình sẽ có là mô tả bao gồm là trường hợp bệnh hoặc là chùm bệnh. Đúng nhé, tương quan và nghiên cứu ngang. Nhớ đây các bạn nhớ cả phiên kể của mô tả. Có 109. B là tỷ số những người, tỷ số người bị bệnh trong quần thể so với tổng số quần thể đó. Đúng rồi. Câu 110. Thì quả khi nghiên cứu các phơi nhiễm hiếm. Đúng rồi. Có 111 nè. Tăng độ nhạy và độ đặc hiệu. Đúng rồi. Thì đó là một số cái câu hỏi rất nhiều. Nhớ thì đã uống là có như là dài cái phân 70% về phân dịch tễ cho các bạn đó. Đó. Có thắc mắc gì không? Dạ học. Còn cái bài tập về nghiên cứu dịch tễ học á, các bạn làm theo nhóm và gửi bài qua mail cho cô rồi cô sửa nhé. Nhá. Được nhá. Bài tập gì cô? Được cô ơi. Bài tập về cái bài nghiên cứu dịch tễ học đáng lẽ hôm nay mình dạy nè. Dạ. Yeah. Các bạn làm gửi qua mail cho cô để cô sửa nhé. Dạ. Con con cái phần nội dung ổn thì tại vì thời gian thi nó hơi gấp nên ổn cho cái phần này để là nặng hơn nhé.